Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chap 312. Sau một canh giờ ngắn ngủi, Bát Điên đã hoàn thành việc viết cuốn sách luận luận phân phong xây dựng chế độ. Việc này không hề dễ dàng. Anh ta sau đó lật bài thi qua và để lên bàn, rồi lại ngủ một giấc. Lần này, do đã tiêu hao không ít tinh lực và suy nghĩ, nên anh ta nhanh chóng ngủ gục và bắt đầu ngáy. Những thí sinh xung quanh bị tiếng ngáy của anh ta làm phiền, không khỏi ngẩng đầu nhìn. Người này, dù là kẻ cặn bã nhưng vẫn đang ngủ sao? Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Ngày đầu tiên của kỳ thi không phải là quan trọng lắm, ngươi ngủ cũng được. Nhưng ngày hôm sau, bài luận là điểm quan trọng nhất, ngươi lại nằm bò ngủ. Ninh Chính và Thẩm Lãng, thậm chí cả quốc quân đều sẽ trở thành trò cười của thiên hạ, đặc biệt là quốc quân. Hắn chính là vì tin tưởng Thẩm Lãng nên mới ban cho bát điên chức vụ thái học giám sinh để anh ta có thể tham gia kỳ thi ân khoa này. Hôm qua khi các thí sinh văn võ đi vây công lễ bộ và su mật viện, quốc quân đã hạ chỉ để áp chế tất cả các thí sinh vì các ngươi. Điều này đã khơi dậy sự phẫn nộ lớn lao của dân chúng. Ngươi lại cứ ngủ một cách ngon lành sau mỗi lần gây rối. Điều này hoàn toàn giống như việc ngươi đang cố tình chọc tức quốc quân. Ngươi chờ xem khi kỳ thi ân khoa kết thúc, ngươi bát điên nhất định sẽ bị thiên đao vạn quả lăng trì xử tử, thậm chí thẩm lãng cũng sẽ bị ương cập cá trong chậu các ngươi đã hết cơ hội rồi hoàn toàn hết cơ hội một vị giám khảo lại một lần nữa đi tuần tra qua đây và một lần nữa nhìn thấy bát điên đang nằm bò ngủ anh ta không khỏi nhíu mày thẩm lãng lần này đã hết cơ hội ninh chính cũng vậy nghe thấy tiếng ngáy vang dội của hắn giám khảo tiến lên và gõ nhẹ vào mặt bàn ngay lập tức bát điên thay đổi tư thế ngủ và tiếng ngáy ngừng lại giám khảo trong lòng cười lạnh sau đó liền rời đi cứ ngủ đi tiếp tục ngủ đi ngươi cũng không còn mấy ngày để ngủ nữa ngươi sớm muộn gì cũng phải chịu hình phạt, thẩm lãng cũng sẽ bị bỏ tù. Phản ứng giận dữ của quốc quân sau khi bị vả mặt, ta có thể tưởng tượng ra được chỉ bằng cách dùng ngón chân. Bát Điên lại một lần nữa ngủ một giấc dài đến giữa trưa. Khi tỉnh dậy, anh ta ăn cơm trưa, sau đó thong thả đọc Tây Du Ký trong đầu. Dù anh ta thích đấu phá thương khung hơn, nhưng không còn cách nào, vì anh ta đã đọc xong cuốn đầu tiên của đấu phá thương khung vào ngày hôm qua. Và rồi, buổi tối lại đến, trên sân thi Hàng loạt ngọn nến đã được thắp lên. Dù chỉ có một đề sách luận hôm nay, nhưng việc chỉnh sửa, tự đánh giá thực sự tốn rất nhiều thời gian. Vì quá trọng yếu, hầu như mỗi thí sinh đều lăn qua lộn lại chỉnh sửa nhiều lần để đảm bảo đạt tới sự hoàn mỹ trong tâm trí họ. Trong lều của Bát Điên, không có ngọn nến nào được thắp. Anh ta đã sớm bọc một tấm thảm, nằm trên mặt đất ngủ. Trong suốt những năm qua, hắn hầu như mỗi ngày đều ngủ trên mặt đất cho đến khi gặp Ninh Chính mới có giường để ngủ. Bây giờ đột nhiên trở lại việc ngủ trên mặt đất, cảm giác thật quen thuộc. Nhưng vì hôm nay đã ngủ quá nhiều vào ban ngày, đến tối thì không thể ngủ được nữa. Vậy thì đọc sách. Vì thế, hắn bắt đầu đọc Kim Phập Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên trong đầu và càng đọc càng thấy thú vị. Vậy giờ nên làm gì đây? Đây là trong khuôn viên thi cử mà, dù có một thùng nước, nhưng không có phương tiện để tắm rửa. Có lẽ phải chịu đựng, việc quay tay trên sân thi cuối cùng cũng không phải là điều tốt đẹp. Bát Điên đã phá vỡ kỷ lục trường thi, thành tựu của hắn sáng chói đến mức không thể cho ai biết. Ngày thứ ba, kỳ thi chính thức bắt đầu. Hôm nay là phần thi phú, quan trọng nhất, chiếm tới 3 phần trong tổng số điểm. Nói một cách chính xác, đó là thơ và phú. Nói cách khác, không chỉ cần viết một bài thơ, mà còn cần viết một bài phú. Phú, theo văn tâm điều Long, là một thể loại văn chương mô tả vật thể. Theo hán thư, phú là một thể loại không ca tụng. Phú là một thể loại khác biệt với thơ và văn, nằm giữa hai thể loại này. Thơ có sáu nghĩa, một là phong, hai là phú, ba là so, bốn là hưng, năm là nhã, sáu là tụng. Phong, nhã, tụng là ba thể loại thơ, phú, so, hưng là ba thể loại biểu hiện kỹ thuật viết. Theo thẩm lãng, thơ ngắn, phú dài, không quá tinh tế, nhưng nếu ngươi niệm, có lẽ sẽ không thể nhịn được mà sướng ra, đó chính là phú. Sau một tiếng chuông, bài thi được phát ra, thời gian thi hôm nay chỉ có ba canh giờ, tức là nửa ngày, để thi phú, càng thêm thiền mã hành không. Người ra đề lúc này, vẫn là quốc quân Ninh Nguyên Hiến, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để khoe khoang tài năng của mình. Bát Điên mở ra và thấy, đề thi rất ngắn. Ngày mùa thu đã đến, chim nhạn bay về phía nam, nhìn xa, trong mắt là nhạn, trong lòng lại thành bằng. Lấy nhạn và bằng làm đề, viết một bài thơ và một bài phú, cụ thể không quan trọng. Nói cách khác, nếu người dùng chim nhạn để làm thơ, thì phải dùng đại bàng để làm phú. Ngược lại, nếu người dùng đại bàng để làm thơ, thì phải dùng chim nhạn để làm phú. Quốc quân gia đề này thời điểm, tâm tình rất phức tạp. Trước đó, hắn đã hỏi Lê Chuẩn liệu quân vương có giống như mặt trời trói trang, ánh sáng chiếu khắp nhưng không thể tiếp cận. Nếu hắn, Ninh Nguyên Hiến, là mặt trời, vì sao có người có thể gần gũi với hắn như vậy? Nếu không, liệu hắn có phải là một quân vương vĩ đại? Đây là một đề khó, khiến Lê Chuẩn gần như khóc lóc. Ninh Nguyên Hiến luôn luôn mâu thuẫn. Một mặt, hắn muốn trở thành một quân chủ anh minh, hắn ngưỡng mộ khương ly đế người có thể nuốt chọn thiên hạ thổi bay vạn dặm nhưng hắn cũng biết rõ tính cách của mình nhạy cảm hẹp hòi đa cảm và có chút lãng mạn hắn sâu trong tâm can cũng biết hắn không thể trở thành một quân chủ vĩ đại trong lòng hướng tới là một chuyện nhưng thực tế lại là một chuyện khác chim nhạn là hiện thực còn chim đại bàng chỉ là ảo tưởng là sản vật của truyền thuyết thượng cổ vậy liệu quân chủ vĩ đại có phải cũng chỉ là ảo tưởng trong thực tế liệu có tồn tại không Chim đại bàng chỉ tồn tại trong tưởng tượng của con người, chỉ tồn tại trong lòng người, chỉ có chim nhạn mới là hiện thực thật sự. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhận ra rằng mình chỉ là một con chim nhạn, không phải đại bàng, và từ đó, hắn khẳng định rằng trên thế giới này, có lẽ không tồn tại đại bàng. Nói một cách trực tiếp hơn, đó là tất cả các vị vua trên thế giới đều là chim nhạn, không ai có thể tự xưng là đại bàng. Mọi người đều có trọng lượng như nhau, không ai cần phải giả vờ mình là vị vua vĩ đại nhất từ thời cổ đại. Chim nhạn là loài chim phàm, chúng có thể bị thương, có thể khóc lóc và có cảm xúc vui buồn. Đại bàng là loài chim thần, hoàn mỹ không tỉ vết, mạnh mẽ vô cùng, không bao giờ bị thương, không có nỗi buồn. Tất cả các vị vua trên thế giới đều là con người phàm, đều có khuyết điểm. Chỉ có tam hoàng ngũ đế trong truyền thuyết thượng cổ mới giống như thần nhân, hoàn mỹ không tỉ vết. Qua đề tài này, tính cách của quốc quân Ninh Nguyên Hiến được phô bày một cách mượt mà. Hắn tự luyến nhưng đầy bi quan, lãng mạn nhưng đầy hẹp hòi khắc nghiệt nhưng cũng đầy tính tình hóa bát điên nhìn qua đề mục không khỏi hơi sợ hãi thẩm công tử thật là thần nhân thi phú này có thể áp chúng con mẹ cả hai đề tài vậy thẩm lãng quá thần sao cũng đúng cũng không sai lúc này thẩm lãng không cố ý áp đề nhưng hắn hiểu rất sâu về quốc quân ninh nguyên hiến nên hắn có xu hướng chọn sách luận và thi phú để làm bối cảnh cho bát điên nhưng từ một góc độ khác thẩm lãng chọn từ hàng ngàn sách luận và hàng ngàn bài thơ từ ca phú xác suất rất cao Bát Điên không phải là Kim Mộc Thông. Kim Mộc Thông dựa vào đầu bút của mình. Hắn biết rằng mình không phải là một thiên tài, hiệu suất của hắn quá thấp. Đặc biệt là sách luận, chỉ cần đọc mấy chục trang đã khiến hắn cảm thấy ghê gớm. Còn Bát Điên thì đã đọc qua hơn một ngàn trang sách luận và hàng ngàn bài thơ. Tất cả những tác phẩm kinh điển của Trung Hoa qua hàng ngàn năm dường như đã bị hắn bắt hết trong một lưới. Với vô số văn tự như vậy, việc ra đề mục muốn vượt qua phạm trù này không hề dễ dàng. Đặc biệt là đề tài thi phú, nó hoàn toàn không giống như văn bát cổ nó không thể tìm thấy trong tứ thư ngũ kinh không có chỗ cho người ta phát huy đấy đâu có dễ ăn của mẹ thật nhanh chóng bát điên đã bắt đầu viết đầu tiên hắn chọn chủ đề là thu nhạn và viết bỏ ta người đi ngày qua ngày không thể giữ lại trái tim đã loạn yêu phiền thấm hôm nay gió mạnh đưa thu đi vạn dặm ôi thế nhưng ta lại hát cao bồng lai văn chương kim thành cốt giữa đó hư không nhạn hót lại vang lên thiên hùng tráng lệ Đều là quá khứ, thân tan lơ lửng, ngắm ánh trăng, rút kiếm chém nước, nước càng chảy xiết, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sâu. Nhân sinh trên đời, chẳng như ý, minh triều đã phát, chiếc thuyền con. Đây có phải là một bài thơ tuyệt vời không? Nếu không nói tên bài thơ và không nói tác giả là ai, nhưng chỉ cần nhìn qua, người sẽ cảm thấy sởn gai ốc, da đầu tê dại. Chỉ cần nhìn một lần, người sẽ biết đây là một tác phẩm bất hủ của thiên cổ. Đây là sức mạnh của một tác phẩm kinh điển ngàn năm không cần quảng cáo, không cần đóng gói. Chỉ cần nhìn một lần, nó sẽ trực tiếp đánh trúng linh hồn sâu thẳm của người. Đây là tác phẩm của Lý Bạch. Tất nhiên, trong đó có hai câu cần được chỉnh sửa một chút, bởi vì trên thế giới này không có kiến an thành, cũng không có tạ thiểu. Nơi này, chim nhạn trong câu, giữa đó hư không, nhạn hót lại vang lên, chính là hàm ý tiểu yến. Nói về người đã đỗ hội thi cao nhất của thế giới này Hắn đã viết không biết bao nhiêu thiên thi phú nổi tiếng trong suốt cuộc đời mình Tất nhiên, tác phẩm tiêu biểu nhất của hắn mãi mãi chỉ có một quyển đông ly truyện kể về câu chuyện của đế chủ khương ly tuy nhiên chỉ riêng về mặt nghệ thuật và thành tựu nghệ thuật đông ly truyện cũng không như những tác phẩm khác của hắn nhưng lại là tác phẩm được truyền tục và chính xác nhất từ thời cổ đại trên toàn thế giới phương đông thậm chí cả thế giới phương tây đều có vô số người đã đọc quyển sách này Danh số của quyển sách này có lẽ là tuyệt đối đứng đầu trong ngàn năm gần đây của thế giới này người này ban đầu ở tại đô thành kim kinh của đại càn vương quốc tên là yến lâm đã từng là quan viên của đại càn vương quốc đưa ra rất nhiều kiến nghị cho khương ly nhưng đều bị từ chối trong cơn giận dữ vị đại tài tử này đã rời đi đại càn vương quốc lưu lạc thiên nhai sống bằng nghề viết sách trở thành một thế hệ văn hào của thế giới phương đông sau khi đế chủ khương ly qua đời một cách bất ngờ đại viêm đế quốc đã mời hắn trở lại làm quan và yêu cầu hắn viết một quyển sách để giảm bớt uy tín của khương ly hắn đã từ chối và thậm chí đã tự thiêu chết mình trong suốt cuộc đời mình hắn không bao giờ được khương ly sử dụng thậm chí còn bị từ chối trong cơn giận dữ nhưng cuối cùng hắn vẫn đã tự tử vì khương ly điều này cũng đã tạo nên danh tiếng bất tử của hắn khi bát điên viết ra những dòng thơ này lòng anh chấn động nước mắt rơi lệ thậm chí hồn anh cũng muốn rời khỏi cơ thể bởi vì trong lòng anh anh biết rõ vị đại tài tử yến lâm này dường như là một người thầy từ thời thơ ấu của hắn chính xác hơn là một trong ba mươi mấy người thầy của hắn điều này chỉ là một cảm giác bát điên không thể xác định được Tác phẩm này của Lý Bạch có lẽ không nổi tiếng như những tác phẩm tiêu biểu khác, nhưng chắc chắn không hề sai lầm. Đặc biệt là đối với Ninh Nguyên Hiến, sức tấn công của nó chắc chắn là cấp giết. Ninh Nguyên Hiến suốt đời này ngưỡng mộ nhất chính là Khương Ly. Ở một mức độ nào đó, khi Khương Ly bị tiêu diệt, cũng đã cắt đứt cánh của Ninh Nguyên Hiến, khiến hắn nhìn rõ thế giới này không có đại bàng, chỉ có chim nhạn. Bài thơ này buồn bã, có thể trực tiếp đánh vào tâm hồn sâu thẳm của Ninh Nguyên Hiến. Không chỉ đối với Ninh Nguyên Hiến mà ngay cả đối với tất cả những người đọc sách bài thơ này đều là cấp giết tất cả đối thủ cạnh tranh nhìn vào sẽ ngất ngay tất cả giám khảo nhìn vào linh hồn tê dại quá mạnh mẽ trăm năm không thể không nói chính là kinh điển danh thơ dùng chim nhạn làm chủ đề cho thơ tiếp theo phải dùng đại bàng làm chủ đề nếu nói chim nhạn viết về sự bi quan viết về sự bất đắc dĩ và u sầu thì đại bàng phải thoát khỏi loại này thương xuân thu buồn phải thoát khỏi những cảm xúc thấp kém này vẫn cần phải bi nhưng lại phải tràn đầy triết lý, phải hào hùng. Vì thế, giả nghị bằng điều phú chính là phù hợp nhất. Chỉ riêng về mặt nghệ thuật và thành tựu nghệ thuật, giả nghị bằng điều phú và lý bạch, tuyên châu, tạ thiểu lâu, thư thúc vân, chắc chắn không phân cao thấp. Hãy nhìn vào những dòng chữ này, những câu văn này. Vạn vật biến hóa, chẳng thèm nghỉ ngơi, Âm ầm rời đổi, chẳng đẩy mà còn. Họa kia biết đâu sau này lại phúc, phúc kia biết đâu đại họa lâm đầu, yêu hỉ tụ môn, cắt hung cùng vực thả phu thiên địa, tạo hóa vì công, âm dương vì khắc, vạn vật vì đồng. Hãy hỏi xem, ngươi có cảm thấy ngưỡng mộ không? Dù có hiểu hay không, dù biết hay không tác giả là ai, hoặc ngay cả bối cảnh của tác phẩm là gì. Chỉ cần nhìn vào những dòng chữ này, lòng người sẽ rung động. Đây là sức mạnh của văn chương, đây là sức mạnh của những tác phẩm kinh điển. Ngàn năm trôi qua, biển cạn sông cạn, nhưng văn chương vẫn còn mãi, thật sự là một điều đáng ngưỡng mộ. Khi bát điên đọc những bài thơ này, anh không chỉ sờn gai ốc mà còn bị chấn động đến mức muốn tè ra quần. Dưới sự kích động, anh thậm chí muốn vãi đái. Có thể thấy được trình độ cao tới mức nào không? Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là bát điên cảm thấy những bài văn này đều do thẩm lãng viết. Bởi vì hắn đã biến đổi tất cả ký ức, đối với những bài văn này, hắn không hề có ấn tượng gì. Sau đó, hắn lại một lần nữa bị chấn động đến mức muốn đi vệ sinh. Hắn từng nghĩ mình là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng trước mặt thẩm lãng, hắn chỉ giống như một ngôi sao trên trời, hoàn toàn mờ nhạt không có ánh sáng. Hắn không thể tưởng tượng được, trên thế giới này lại có một người như thẩm lãng. Đây không chỉ là tài năng hơn người. Người bình thường có tài năng, nhiều nhất cũng chỉ giống như đi đái, một ngày tối đa chỉ có bốn lần. Nhưng tài năng của thẩm lãng, thật sự giống như một cơn mưa rào, sóng to gió lớn, cuồn cuộn không dứt. Chỉ trong 15 phút ngắn ngủn, một thiên phú hào hùng, khắc sâu vào xương, bằng điều phú sôi nổi trên giấy. Hắn tiếp tục chỉnh sửa một vài điểm như thường lệ, để phù hợp với lịch sử thế giới này nhưng không ảnh hưởng gì đến tiêu chuẩn thiên phú bát điên niệm đi niệm lại trong lòng toàn bộ tâm hồn chịu một cú chấn động mạnh linh hồn va chạm mãnh liệt từng cơn tê dại bụng phát điên lên không thể không thể phải ra ngoài thiên phú này quá mạnh mẽ mỗi lần đọc xong đều kích thích đến nỗi bụng quay cuồng muốn đi ý. bát điên lật bài thi qua che lại bụng và chạy về phòng tịnh lúc này tính từ khi bắt đầu làm bài chưa đầy 30 phút khi bát điên trở về anh ta lại nằm xuống trên giường. Giám khảo đi qua trước mặt anh một lần nữa, nhưng không nhìn anh một cái. Vì không còn ý nghĩa gì, người rác rưởi này cả ba ngày thi đều ngủ, hoàn toàn không chú ý, có thể biến anh ta thành một người chết. Các thí sinh xung quanh cũng không để ý đến bát điên. Vì hôm nay chỉ có 3 giờ để viết một bài thơ, một thiên phú, khó khăn rất lớn, thời gian cũng rất gấp rút. Mọi người đều đang vắt óc suy nghĩ, không ai có thời gian để chú ý đến một người sắp chết. Hơn 2 giờ, đã là buổi chiều, hơn 10 người lính đi qua trong khu vực thi, hô to, thời gian thi đã kết thúc, tất cả ngừng viết, tất cả ngừng viết. Tất cả thí sinh đều buông bút, vì nếu không ngừng bút ngay bây giờ, bài thi sẽ bị loại. Ghi danh, theo lệnh của giám khảo, hơn trăm người lính tiến lên, ghi tên lên mỗi bài thi. Khi giám khảo chấm bài, họ sẽ không biết bài thi của ai và cũng không được phép để lại bất kỳ dấu hiệu nào trên bài thi, nếu không sẽ bị loại ngay lập tức. Đương nhiên, vào cuối thời kỳ khoa cử của Trung Quốc cổ đại, quy định càng trở nên nghiêm khắc, thậm chí tất cả các bài thi đều phải được sao chép một lần để tránh bị nhận ra chữ viết. Việc quốc khoa cử tạm thời chưa đến mức đó. Phong cuốn, sau khi ghi tên, những người lính đó lại gói từng bài thi vào một tờ giấy lớn, sau đó dùng sáp phong lại. Thu cuốn, cuối cùng, 3.000 bài thi đã được thu hồi và ngay lập tức được gửi đi chấm. Có khoảng 6-7 giám khảo tham gia chấm bài và họ phải chấm 3.000 bài thi trong một thời gian ngắn. Công việc này rất nặng nề. Trong 3 ngày 3 đêm tiếp theo, những giám khảo đó không được rời khỏi cửa một bước, ăn uống, tiêu tiểu đều phải ở trong đó và phải chờ đến khi chấm xong mới được rời đi. Tất cả thí sinh rời khỏi trường thi, theo lệnh đó. 3.000 người rời khỏi trường thi, mỗi người đều mệt mỏi không thể chịu nổi. Dù đã là tháng 9, thời tiết không quá nóng nhưng cũng không hề lạnh, trường thi lại chật trội, sau 3 ngày 2 đêm, mọi người đều mệt lạ. bát Điên có lẽ là người tốt nhất vì hầu hết thời gian anh ta đều đang ngủ, không hề mồ hôi như mưa tất cả thí sinh đều kiệt sức nhìn thấy bát điên mọi người đều chỉ độn vài giây sau đó tránh xa anh ta như tránh rắn rết với vẻ mặt giống nhau không xứng làm người tai họa của nhân gian thẩm người ở rể hai người kia sẽ chết chỉ cần bảng điểm được công bố họ sẽ chết bát điên ngủ suốt ba ngày thi hầu như không làm bài đây là việc đánh vào mặt quốc quân chờ xem chờ xem bát điên nhất định sẽ bị trời phạt thẩm lãng cũng nhất định sẽ bị giam vào đại lý tự Người này sẽ chết, thế gian lại không còn người ở rể, tốt lắm, tốt lắm. Hết chap 312.